Chào anh em, chào cô chú. Giờ cỡ 8 giờ 30 ngày 19 tháng 1 2022 anh em cô chú ơi. Chúc anh em cô chú lúc nào cũng luôn luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, thật nhiều năng lượng trong cuộc sống này anh em cô chú ơi. Mình chuyên mua bán đồ Honda gần chợ Đi Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0918 104045, có Zalo luôn. Còn phía dưới là số tài khoản của Trần Thúy An. Trần Thúy An là tên của mình luôn nha anh em cô chú. Có cái bộ áo này nó cũng có nhiều cái gian truân trắc trở nên bây giờ nó còn lại nhưng mà nó tuyệt đẹp nha anh em. Mong anh em cô chú ủng hộ cho mình cái cho nó dọn dẹp ăn Tết luôn cho rồi. Còn mấy chiếc mà chắc rã không kịp rồi. Rồi bây giờ mình tiếp tục quay đang chào lại, mời anh em cô chú xem chiêm ngưỡng giải trí, nếu mà có thích hợp thì mua ủng hộ giùm mình. Thì nó có mấy anh em hỏi mua, nhưng mà giờ người thì bán xe, còn người thì do Tết ráp không kịp, mắc công chuyện gia đình. Nói chung là rất là nhiều công việc Tết mà ai cũng bận, ai cũng gấp hết, thông cảm với nhau. Rồi anh em nào có nhu cầu mua để dành hay là mua mà có thay vô xe mà có điều kiện thay liền, mua ủng hộ giùm mình. Bộ áo này vô nói giá liền là 1.500.000, tặng luôn cái đèn trước bóng đuôi động luôn, tặng luôn cái bộ nút công tắc của cái ốp sau phía sau luôn nè, phía sau là nút này và nút này, tặng luôn viên luôn nha, hết dàn nút đó luôn. Rồi tiếp tục tặng luôn cái đèn lái, đèn lái là đèn hậu nha mấy anh em. Tặng đèn mũi, đèn lái. Rồi bộ áo rất là đẹp. Bây giờ vô là quay cho anh em cô chú xem cái này. Mình bán đồ ở gần chợ Đi Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha anh em. Có đồ mới, đồ cũ, đồ riêng, đồ lô, tất cả các loại đồ, đồ xe đạp luôn. Đó, đuôi riêng nè anh em cô chú. Đuôi riêng, trá kiến riêng, tay đèn riêng. Còn mới tinh nè, áo sống chưa có gãy móc gì hết, đã lắm, chất lượng. Do nó ố ố là mấy nay tay chân bóc vô bóc ra, giờ tới giờ lui chứ cái này lắp ráp lên xe này chùi lao đồ lại, còn khá mới. Nó tặng cái pha đèn vậy đó. Còn đây là cái mặt nạ, nó hơi nứt chút xíu chỗ này, nhưng mà cái này về xử lý mé tông rồi không sao, gắp lên xe không thấy anh em. Nhưng mà cái tật của mình cái nào nứt cái nào lỗi là mình phải báo cho cô chú biết, sống dưới này thôi. Nhưng mà không có sao, không có việc gì khó nữa, đền cho anh em cô chú miếng khác liền. Đây ngon lành này, do bỏ kho dơ thôi anh em, đánh bát lại đẹp mà. Miếng này không có nứt ở đây. Này nó tên còn này. Cái mé tông này, cái lường này nó hơi bị xíu không sao nha nè. Cái này cái dạng nó cũng che gió nữa. Xem. Này mé tên này cứ ngắt. Rồi tặng thêm cái mặt nạ đó là hai cái xe cua cho nó chắc ăn bù lại cái nứt đó. Rồi tiếp theo cái bờ cổ luôn. Cổ mới tinh luôn cô chú anh em ơi. Hết biết cái xe này đẹp, tuy nó 2011 thiệt nhưng mà nó không chạy nhiều, tùm mền xe bị do xe ta cầm ở trong tiệm cầm đồ 4-5 năm nay, coi theo cái giấy cầm mình biết. Hết thế nó đẹp, không có chạy. Ui da, đau tay này. Cũng có rất là nhiều anh em trước đây gọi điện dặn mình cái bộ áo màu đỏ màu quay A đó, cho nên mình cũng có ghi một hai số, nhưng mà bây giờ cho nó công tâm hơn thì quay lên trên kênh. Anh em nào có ta đã mình ngày nào cũng là kêu gọi tha thiết mời cô chú xem tin, xem kênh rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh. Rồi giờ mình đi bán ngoài luồng thì thấy cũng hơi buồn cho anh em, cũng tội nghiệp anh em cô chú ta chờ đợi ta xem, ta thấy món đồ ân ý người ta mua. Cho nên thôi bây giờ
em quay lên kênh trước. Nếu mà bán không được thì em sẽ gọi điện cho mấy anh sau, tại mấy anh thông cảm chuyện đó. Lúc nào cũng ưu tiên cho khách hàng, cho những cô chú ở trên kênh trước, những anh em trên kênh trước. Chất lượng nha anh em cô chú, cái này là chất lượng, là nó không gãy cái móc nào hết, không gãy, không thấy dấu hư gì hết. Là khi đóng hàng gửi về tới nhà anh em cũng vậy luôn, vẫn lành lặn bình thường, đóng hàng kỹ gửi cho anh em cô chú về lành lặn ngon lành, không có lỡ bể nứt thì đền, chứ không có nói thừa tại bị gì hết. Nay rã ra quay từ món về cho anh em cô chú xem tự tin, chứ còn để trong xe cũng hơi ớn ớn biết sao. Trong xe lúc nào nó cũng sát sao cũng ngon, khi tháo ra ngoài mới gãi mới bể, có cái mỏ dè hơi trầy xíu rồi nè, dè hơi xước xước miếng, cái này có bát đánh lại làm sao có kỹ thuật gì đó mới không. Này bị dán đi can cái mỏ dè lại, đây dán đi can mỏ dè bích lại, thường cái nó không có nứt vậy, không có dấu hàng cái gì hết. Anh em cô chú nào mua bộ áo xe này nên mua bộ ốc của nó luôn, về ráp chưa cho nó khớp luôn, khỏi lựa chọn. Tại bộ ốc này mình tháo ra, mình ráp, mình tháo ra cất rất là kỹ, không có để thiếu. Về đó là về A, còn về này gọi là về B nè anh em cô chú. Quá đã anh em ơi, ít khi nào thấy cái 2011 mà cái bộ áo đẹp vậy, đùi chất lượng luôn, chưa có nứt miếng nào, ngắt những cái rắc chân đèn còn vàng ngến. $1.500.000 tặng luôn hết vàng đèn nha anh em, trước sau tặng chui tặng bóng luôn, cái vàng nút công tắc. Đẹp như mới luôn, chưa tẩy xước gì nhiều hết anh em ơi. Bên đây cũng vậy luôn, mấy cái này là dễ gãi nhất. Gãi. Anh em nào mua bộ áo này nên mua bộ ốc luôn anh em. Mua bộ ốc 300.000 nữa thôi, ráp vô cho nó khớp. Ốc có ốc gắt máy, có cây cốt gấp luôn, cũng thứ ốc hết. Có bốm yên luôn. Còn bốm riêng theo xe luôn. Vẫn cũng không có bể miếng nào luôn anh em. Vẫn trên, vẫn trong, vẫn ngoài, không có cái nào bể. Bộ áo xe này tính là đẹp chứ, đẹp hơn bộ áo 2016 hôm luôn. Sao có nứt xíu đồ như cái này chưa thấy luôn. Chữ Honda đàng hoàng. Và cái miếng này không bể được anh em. Cái móc của nó công nhận chiếc xe này không khờ nào, không tháo là khéo thiệt, chứ người chạy còn khéo hơn nữa, không thấy nứt dấu nào tích nào. Mấy cái móc này là dễ gãi, dễ bể nhất, không bị. Do người xài họ kỹ. Rồi, 1.500.000
cho một dàn áo đẹp tuyệt vời. Còn đẹp hơn nữa là được tặng một cái đèn sau, tặng một cái đèn trước, tặng luôn đuôi bóng, tặng luôn bộ nút công tắc anh em. Rồi bốn món này, sạc Green nè, IC Cidergen Green nè, chớp Green nè. Còn cái này không thấy đường anh em ơi, cái này chữ HM. Nó HM này là cái ký hiệu của Honda 67 nè. Có cái dấu chấm sơn bà tiết này là Green luôn nè, mà không biết Green cái đời sau này nó mặn cục này lạ quá. Không giống như mấy đời trước anh em. Chứ lô thì đâu có dấu chấm sơn, mà cái mấy cái chân này lô không có trình độ đổ vậy đó. Thôi lô hay Green gì kệ, nó bán ba cục này 200.000. Tặng luôn cái này, không chắc. Bốn món vậy 200. Thôi nói tầm 7 bả. 400. Ba cục này 400. Trời, nó sáng mất tập trung nữa. Kỳ cục tài. Nói cục IC không 200 rồi mới nhớ. Rồi. Ba món này đẹp nha anh em. Đuôi cá còn bóng luôn, chưa phân hủy nha. Đó. Đuôi cá này chắc không lên. Cái nắp này cũng có tút tút rồi nè anh em. Có tút rồi, nó đẹp. Hàng nãy trong kho móc ra anh em ơi. Tết bán cho rồi. Bán cho anh em thanh lý luôn, cho anh em về để dành xe cua hay là có nhu cầu xài gắn vô mấy xe Trung Quốc rồi cũng được. Hệ máy 100 phân khối là vô xài chung hết nha anh em. Rồi giá 350.000. Rồi tiếp theo cây bô sáng có cái anh kia hỏi quay cho anh coi, anh kêu gửi cho anh luôn mà mình không chịu. Cái gì cũng quay đàng hoàng, trực tiếp soi cho nó kỹ, cái dàn co khỏi chê rồi coi inox. Bên ngoài còn đẹp cực kỳ anh em. Được, nói nhiều quá nhiều cái khang tiếng mà dù cũng cạn được. Rồi cái bô này, cái bô của quay đời đầu á, quay máy lóc đen này. Đức xì đẹp tuyệt vời luôn ha. Nhưng mà cái đít nó hơi mổ lỗ nhỏ nhẹ chút thôi. Nó mổ lỗ nhỏ xíu rồi đó. Đi chỗ này miếng. Chỗ này người ta giá cái co lại thôi chứ không có gì. Nhưng cái điểm xấu nhất của nó là cái chỗ đó đó. Mổ nhẹ miếng ở đây. Còn như cái đít sao đẹp cực kỳ. Sao thấy chưa có dấu hàng luôn. Cái này là rin nó vậy là anh em, chứ không phải hàng nha. Cái nếu mà nó hàng thì trái xi ở đây liền. Xi chưa trái là chưa phải hàng nha. Nhà máy người ta hàng á, cho nên ta xi nó không có thấy dấu trái. Mình hàng vô là nám liền. Mình hàng vô là nám giống chỗ này. Hàng vô nám liền. Với ngay đây nữa. Bề ngoài rất là đẹp. Rồi, giá 300.000 cái bô này thôi anh em ơi. Giá hữu nghị nè, có mấy người hỏi luôn rồi nè, mà do lý do gì đó họ quên chuyển tiền bỏ lại. Bữa nay mình bán tiếp. Rồi tiếp theo. Cái ghi đông 67 nha anh em cô chú. Cái ghi đông còn đẹp tuyệt vời lắm nha, nó hơi mè nhẹ tên chứ không có gì hết. Mấy dưới thì khỏi nói là anh em cô chú cân nhắc cho kỹ mấy trên này thôi. Giá mấy trăm ngàn, 800.000 anh em ơi. Xôi thật kỹ chỗ này.
thật kỹ để mua không sợ lầm anh em. $800 chơi được cái này học mắt. $800 khi đông 67 Sirin. Cặp cầm này nó có hay mấy cái hay trong này nè anh em cô chú, tặng luôn cái ống ga của nó nè. Tuy rằng cái gờ cái môi này nó không còn nhưng mà nó còn khác đó. Cứ ngắt nó không có vuột cái ống ga ra nè. Ngắt. Có cái ống ga luôn, có tay thắng luôn. Đó, giờ để mở ra cho anh em xem cái ở trong này cái ruột nó còn hai cái cần gạt riêng luôn anh em, quý là quý hai cần gạt á. Anh em dọn lại món dây ra, dây nó còn à. Về mua nút công tắc chùi rửa thay chỉnh lại rồi nối dây ra. Nó hai cần lừa đó riêng luôn á, hai cần này cầm khó kiếm hai cần này, đa số mấy xe giờ họ thay cần nó lô thôi. Nó riêng luôn. Dán khá đẹp ha. Cùm này giá 1 triệu nè anh em. Vô nói giá liền để anh em cô chú đợi lâu mất thời gian. Anh em cô chú nào thấy bán thật tình, quay thật thà, giá cả phải chăng cho mình xin một like anh em cô chú. Để những cái clip, những video nào đăng lên cái nó sẽ hiện lên máy anh em cô chú liền. Anh em cô chú xem giải trí chơi, ủng hộ kênh. Vô cùng cảm ơn điều đó. Cảm ơn rất nhiều những anh em trong thời gian qua đã xem kênh, ủng hộ kênh. Những anh em đã đăng ký kênh. Cái này cũng vậy luôn anh em, cái này cũng còn có dàn dây còn luôn à. Dây còn sát trong nối ra. Cần lừa ghi luôn. Nên về đóng sơ mi thao lỗ kiếm lại thôi. Đó, cầm nào cũng phải có à. Dơ bẩn gì anh em vệ sinh lại thôi chứ không có gì hết nha, không có nứt bể gì hết. Rồi một cái ống ga, theo cái bộ này luôn á nha anh em. Có cái bao tay nữa chứ, tay nữa lục theo cái bao tay này, bao tay lô xưa vậy nè chứ không phải ghim mềm. Anh em nào muốn ấy lấy luôn cái bao tay, lấy luôn cái ghi đông này, bộ này của nó, ghi đông bộ cầm này. Rồi, chào anh em, chào cô chú, cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn cô chú rất nhiều đã xem tin. Chúc anh em cô chú luôn luôn dồi dào sức khỏe, càng ngày hạnh phúc trong cuộc sống nha anh em cô chú. Mình kết thúc video đây, chào anh em, chào cô chú.